cái vườn rau ở đây năm nay mình có trồng một cái bụi mãng đình hồng nè các bạn. À, cái mãng đình hồng này bây giờ nó ra bông, nó thấy cũng rất là đẹp. À, nó có rất là nhiều màu, nhưng mà mình thì mình trồng chỉ có cái màu này với cái màu trắng. À, cái màu trắng thì năm nay nó không thấy lên, nhưng mà cái màu này nó lên. Thế nên mới ngó trồng cũng rất là đẹp. Các bạn thấy đây là những cái bụi cà đó, cà tomat này, này một cái những cái bụi cà này ở dưới gốc cà thì nó lên nhiều cái rau dền quá. À, rau dền này thì không có trồng nha các bạn, nó tự nó lên á. Ở đây mà chỗ nào đất mà trống một chút xíu á là rau dền nó lên. À, mình thấy là nó lên nhiều quá rồi thôi cứ mình để đại. À, rau dền ăn cũng rất là ngon, do đó mình cứ để đại rồi mình tưới nó lên thôi, khắp nơi nó có thể mọc bít luôn những cái cà hết nè. Như vậy cà nó sẽ không được tốt lắm tại vì nó ăn phân hết của cà, nhưng mà rau dền cũng là rất quý, do đó mình cứ để luôn các bạn. Này rau dền nhiều lắm. Bên đây là cái dây khổ qua. Hôm qua mình tưới xong rồi quên đóng cái cửa cái vườn rau lại, bây giờ có con thỏ nó vô, nó dính kẹt con này rồi, nó không có ra được nè các bạn. Đây là cái thứ mà phá hoại này, có trồng bao nhiêu là nó tới nó ăn, nó cắn đứt cái mấy cái dây rau của mình hết. Mình trồng mấy cái dây khổ qua này, nó vô nó cắn đứt hết mấy sợi đằng kia luôn. Bây giờ còn thoải mái, nó đang cắn kẽm nó chạy ra. Đó, mình thấy đó. À, đây là cái anh tháo bại đó, dính rồi. À, chung ra hết được rồi, dính rồi các bạn. Đây, à, hai cái rồi giờ kẽm nó chung vô đó rồi, dính. À, đây là cái con mà nó phá hoại là cắn hết tất cả những cái sợi dây cây rau rồi mình trồng nó vô nó ăn. Mà kiểu quên đóng cửa lại đó, là ảnh nhảy vô rồi nó chạy đi đâu. Ảnh đó. Chạy dưới rồi, đứng rồi. Ở trong kẽm này giống như một cái bẫy để mà bắt vậy, mà thật sự không phải. Đó, dính rồi, dính nữa rồi. Chạy đâu cho khỏi không. Chờ mình lần này tận tới già luôn, không có dám vô cái vườn rau của tao mày phá nha. Kính là thủ phạm mà số mơ á, mình đi ra mình quên, mình thấy này cái cửa này nó mở ra không quát, vậy là mình quên ngày hôm qua tưới xong rồi nó quên đóng cửa lại. À, số mơ đi vô tưới nữa, mới tưới có chút xíu là gặp ảnh. Dướng cái đó rồi. Ra không? Đây, mở cửa ra để tìm cách cho mày ra luôn chứ. Ra đây. Đó, dính được mày sao ra. Kẹt bên này. Đây coi. Đây. À,
đây. Đây. Thủ phạm là đây. Cắn mấy sợi dây đứt. Nó vô ăn cái gì thì không biết đâu. Ra ra đi. Nè. Đó. Ơi không chịu ra luôn ha. Dướng trong người cứng ngắc rồi sao ra. Ra đây cơ. Nè, nè. Rồi ra đi. Dướng cái cây này nè. Ra đi con nè. Rồi ra đi, ra đi. Ôi. Ừ, ra đi con. Này cứ nó đứng nó cắn kẽm à. Nó vừa ra hả? Cắn kẽm nó khều cho mày ra. Không thì không có cái cây gì. Đây nè. Đây, nó chạy vô. Ồ, rồi, nó lọt ra rồi đó. Đó. Ừ, chạy rồi.